Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hải Châu tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc quận Hải Châu khóa năm, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hải Châu và các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền tổ chức tuyên truyền tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó đã kêu gọi các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài quận quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 với tổng số tiền đã tiếp nhận hơn 4 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng số tiền 932 triệu đồng, hỗ trợ cho lực lượng phòng chống dịch với số tiền 767 triệu đồng. Hưởng ứng thông điệp san sẽ yêu thương vượt qua đại dịch trong hai năm 2020-2021, mặt trận các cấp quận đã vận động các mạnh thường quân và các hộ dân có điều kiện ở khu dân cư chung tay đồng góp hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn, được gần 23.630 xuất quà trên 61 tấn gạo, trên 20 tấn nông sản và các nhu yếu phẩm tổng trị giá ước tính hơn 9,2 tỷ đồng, hỗ trợ kịp thời cho gần 41.530 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn. 3 năm qua, mặt trận các cấp quận đã vận động quỹ vì người nghèo được hơn 16,5 tỷ đồng, vượt 1,5 tỷ đồng so với nghị quyết đã hội đề ra, đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà, phương tiện sinh kế, bệnh hiểm nghèo với số tiền hơn 14,9 tỷ đồng.